Honda CR-V là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc crossover trong năm 2019 với 13.337 chiếc. Mới đây, Honda Việt Nam chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của chiếc xe này hồi cuối tháng 7. Tổng thể chiếc xe không có nhiều thay đổi, ngoại thất giữ nguyên các đường nét thiết kế. Thay đổi đáng kể là cản trước và bánh xe thiết kế mới. Nội thất quen thuộc với vô lăng bọc da 3 chấu, màn hình giải trí cảm ứng, Honda CR-V 2020 bổ sung thêm tính năng sạc điện thoại không dây. Về động cơ, xe vẫn sử dụng máy xăng 1,5 lít tăng áp cho công suất 188 mã lực và mô men xoắn 240 Nm. Honda CR-V mới vẫn trang bị hộp số tự động vô cấp CVT và hệ thống dẫn động cầu trước. Khả năng vận hành của xe không có nhiều khác biệt so với trước, khi vẫn cho cảm giác cầm lái ấn tượng mang thiên hướng thể thao. Điểm khác biệt lớn nhất trên Honda CR-V 2020 là gói công nghệ an toàn Honda Sensing. Hệ thống này hoạt động dựa trên dữ liệu thu thập được từ camera và radar, sau đó đưa ra những phương án xử lý tùy tình huống. Honda Sensing là gói công nghệ an toàn bao gồm 5 công nghệ hỗ trợ lái. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp ACC with LSF. Hệ thống này sử dụng tương tự tính năng kiểm soát hành trình. Khi kích hoạt, xe sẽ chạy theo tốc độ đã cài đặt và giữ một khoảng cách cố định với xe phía trước. Nếu xe phía trước tăng hoặc giảm tốc, chiếc CR-V của mình cũng sẽ tăng hoặc giảm tốc theo. Người lái có thể cài đặt khoảng cách so với xe trước với 4 mức độ từ gần đến xa. Nếu xe phía trước đi quá xa, chiếc CR-V sẽ đi đúng với tốc độ cài đặt, không phải quá mới. Nhưng điểm đặc biệt là trên Honda CR-V 2020, tính năng này vẫn có thể kích hoạt ở tốc độ dưới 30 km/h, mà hãng vẫn gọi là Low Speed Flow, hoặc viết tắt là LSF. Hai tính năng hữu ích khác của gói công nghệ Honda Sensing là hỗ trợ giảm thiểu lệch làn đường RDM và hỗ trợ giữ làn đường LCAT. Hệ thống camera quan sát sẽ nhận biết vạch phân chia làn đường và giúp lái xe đi thẳng, không lấn làn. Đồng thời, hệ thống này sẽ can thiệp đánh lái đưa xe về làn đường đúng nếu không nhận thấy động thái an toàn từ người lái. Sự khác nhau ở đây là RDM giúp xe không lấn làn đường, đè vạch. Hiện đại hơn, LCAT sẽ giúp xe luôn đi ở vị trí chính giữa làn đường. Ngoài ra, cả hai hệ thống này đều chỉ được kích hoạt ở giải tốc độ 72-180 km/h. Tính năng tiếp theo là phanh giảm thiểu va chạm CMBS. Khi xe vô tình gặp vật cản phía trước và người lái không chủ động phanh, CMBS sẽ can thiệp, cảnh báo bằng âm thanh. Trong trường hợp chiếc xe vẫn tiếp tục đi, CMBS sẽ tự động phanh để giảm thiểu va chạm. Theo đại diện Honda, hệ thống này có thể xác định được vật cản trong khoảng cách lên tới 100m. Với hệ thống đèn pha thích ứng tự động AHB, chiếc CR-V mới sẽ tự động chuyển từ đèn chiếu xa về chiếu gần nếu phát hiện có xe đi ngược chiều. Điều này sẽ giúp người phía đối diện không bị chói mắt, giảm thiểu khả năng quan sát khi đi ban đêm. Đây là trang bị đầy văn minh, là hệ thống đèn pha thích ứng tự động AHB. Hiện nay, nhiều người vẫn chưa có ý thức sử dụng linh hoạt giữa đèn chiếu xa và chiếu gần, thì đây là một tính năng thật sự phù hợp. Ngoài ra, xe còn có thêm tính năng đáng chú ý là hệ thống camera quan sát trên gương phải. Khi bật xi nhan phải, màn hình tự động chuyển sang hình ảnh về điều kiện giao thông mà camera này thu được, hỗ trợ quan sát. Tính năng này thật sự hữu ích với những người mới lái, đặc biệt là tại các đô thị đông đúc như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh.